Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 9 còn diễn biến phức tạp và kéo dài. Trong khi đó, trong hai ngày cuối tuần sẽ chưa có đợt không khí lạnh mới nào tăng cường xuống nước ta. Thời tiết trên các khu vực đất liền cả nước khá ổn định. Ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, ngoài khu vực Bắc Trung Bộ và một phần của Trung Trung Bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh nên có mưa rông, trời rét. Còn lại các nơi khác và khu vực Nam Trung Bộ cũng như là Nam Bộ, thời tiết tốt hơn khi trời có nắng cả ngày, nhiệt độ ở mức trung bình. Các tỉnh Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất cả nước lên tới 32 đến 34 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, hiện nay bão Bofa đang di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 cho đến 102 km một giờ, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của hàn lưu cơn bão, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin thời tiết tại các đô thị lớn. Tại thủ đô Hà Nội, trời tuy có nhiều mây khiến trạng thái thời tiết trong ngày chỉ có thể hưởng nắng muộn hoặc không có nắng và nhiệt độ cũng không tăng quá cao, phổ biến trong khoảng 18 đến 25 độ, độ ẩm là 45 cho đến 50%. Do độ ẩm duy trì ở mức thấp nên thời tiết trong ngày có cảm giác hanh khô. Những ngày trước trời đang ẩm ướt, nay trời chuyển sang trạng thái khô hanh sẽ là điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động sinh hoạt trong ngày. Tuy nhiên, do trạng thái thời tiết thay đổi nên cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là những bệnh về đường hô hấp và ngoài da. Hôm nay tiếp tục một ngày thời tiết tốt với khu vực thành phố Hải Phòng. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Tuy mây có nhiều hơn so với ngày hôm qua, nhưng đến trưa thì trời vẫn hưởng nắng nhẹ và ấm dần với mức nhiệt là dao động từ 17 cho đến 24 độ, tăng khoảng 1 độ so với ngày hôm qua. Độ ẩm duy trì ở mức 60 cho đến 65%, trời hanh hơn so với những ngày trước đó. Bão số 9 sau khi đi vào biển Đông đã đi chậm lại và nhiều khả năng sẽ di chuyển quanh khu vực kinh tuyến 115 và 120 độ kinh Đông trong vòng nhiều ngày tới, gián tiếp gây mưa to và gió mạnh cho các khu vực ngoài khơi xa và sẽ không gây ảnh hưởng gì đáng kể đối với các khu vực đất liền các tỉnh miền Trung nước ta. Đồng thời trong hai ngày cuối tuần cũng chưa có đợt không khí lạnh mới nào tăng cường, do đó về cơ bản thời tiết tại khu vực Trung Trung Bộ sẽ khá ổn định, nhiều khả năng sẽ có nắng vào buổi trưa và chiều. Ngày hôm nay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, bầu trời trời dạng mây màn mỏng, trời tạnh giáo và không mưa, nhiệt độ trong ngày là từ 22 cho đến 27 độ, độ ẩm 70%. Vào sáng ngày hôm qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh được tận hưởng cảm giác mới lạ trong năm khi thành phố chìm trong màn sương nhẹ, không khí oi bức của những ngày trước được xua tan bởi sự xuất hiện của những màn sương mù giống như là mưa bụi, tiết trời giống như tiết trời mùa thu của Bắc Bộ. Màn sương mỏng xuất hiện từ sáng sớm và đến 10 giờ cùng ngày vẫn chưa tan hết trong ngày hôm nay kiểu thời tiết khá đặc biệt như hôm qua sẽ không còn nữa thay vào đó là tiết trời như những ngày đầu tháng là sáng sớm có sương mù nhẹ đôi chỗ có mưa cục bộ ban ngày nói chung trời nắng giáo với mức nhiệt là từ 24 cho đến 33 độ độ ẩm là 55% trong tháng 12 ở các tỉnh nam bộ chủ yếu chỉ có mưa rào và rông vài nơi đồng thời những đợt tăng cường của không khí lạnh từ phía bắc xuống sẽ thể hiện rõ rệt hơn thông qua sự giảm nhiệt độ ban đêm và một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ Đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, thời tiết ít biến đổi và trạng thái thời tiết chủ yếu vẫn là trời nhiều mây, ban ngày trời nắng, về đêm trời xe lạnh với mức nhiệt trong ngày từ 24 đến 32 độ, độ ẩm là 55 đến 60%. Thời tiết trong ngày nói chung thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và giao thông. Những ngày cuối tuần này, các hoạt động sinh hoạt, dã ngoại ngoài trời và du lịch sông nước cũng sẽ rất lý tưởng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!